6 đặc điểm nhận biết xem bạn có dễ bị máu nhiễm mỡ hay không. Ok, bình thường nếu mà xét nghiệm ra để xem máu mình có nhiễm mỡ hay không thì các bác sĩ biết rằng là rất có ít các bạn muốn làm, bởi vì là mình thấy mình khỏe bình thường mà, đúng không? Thế thì bây giờ nhận biết 6 dấu hiệu bằng cách bình thường mà chúng ta chưa cần xét nghiệm để các bạn có thể đoán được xem mình có nguy cơ hay không để mình xét nghiệm sớm. Nó đỡ tốn chi phí hơn, đúng không? Mà có thêm động lực để xét nghiệm và nhận biết dễ hơn, đúng không? Hãy xem hết video này nhá. 6 dấu hiệu đơn giản của một xíu. Ok, thứ nhất đó là tỷ lệ eo trên hông, hay còn gọi là tỷ lệ vòng 2 trên vòng 3. Đấy, thì đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất để các bạn có thể tự đo được. Tất nhiên là qua dáng đứng cũng được thôi, nhưng mà đo cho chính xác thì đây là cái bảng và sẽ show các bạn xem luôn. Thì người ta nói rằng là ở độ tuổi nam giới thì là từ 20 đến 69, thì các bạn xem bảng thì ta thấy là ở nam từ 20 đến 29 thì là tỷ lệ là dưới 0,83. Tức là mình lấy cái vòng eo của mình đo quanh rốn chia cho vòng hông của mình là đo ngang theo cái xương chậu, tức là vòng hông của mình ấy. Thế thì ở độ tuổi 30 đến 39 là tỷ lệ là 0,84, tức là eo chia hông là 0,84. Thế thì bây giờ để dễ nhớ nhất thì tóm lại là mình không nên vượt quá là khoảng 0,8 đến 0,9. Ví dụ đi, nếu như mà mông chúng ta là 90 thì bụng chúng ta chỉ nên loanh quanh khoảng 72 đến 75 thôi. Thế thì bây giờ là để dễ hơn nữa, bình thường để vòng 3, tức là vòng mông của nam chúng ta mà để trên 100 là khó. Ví dụ bác xíu là cao 1m8 thì mông mình chỉ có 9 mấy thôi, 95 thôi. Thế thì bây giờ thường vòng mông là không có 100. Thế thì nếu như mà bụng, tức là vòng 2 của mình mà trên 80 thì chúng ta hãy nên xét nghiệm máu thường xuyên hơn để điều chỉnh lại chế độ ăn, hay là điều chỉnh cân nặng. Vì một trong những cái dễ bị rối máu nhất đó là lười vận động kèm theo có tích mỡ ở vòng 2 nhiều thì nó sẽ dễ bị hơn nhé. Thế thì tóm lại là vòng 2 mà trên 80 thì chúng ta nên hãy cân nhắc, nhưng mà vòng 2 mà trên 90 nữa thì cái việc là cái nguy cơ nó sẽ càng cao hơn. Tại sao lại như thế? Bởi vì là nếu như mà tập thể dục chăm chỉ thì vòng 3 mới bắt đầu nở và săn chắc được. Nên là nếu tập luyện chăm chỉ thì mỡ nó cũng khó tích vòng 2, nên người ta mới lấy cái tỷ lệ này chia. Thế ở nữ giới thì sẽ như này. Ở nữ thì là người ta nói rằng là tỷ lệ là 20-29 là 0,71, còn khoảng 50 tuổi thì là 0,74. Tóm lại là không quá 70%, đúng không nhỉ? Như vậy vòng 3 của nữ thì thường không quá 90, tức là nếu mà nữ trên 90 vòng 3 là hiếm. Như vậy tóm lại là nếu vòng 3 là 90 thì ở mức 70% sẽ tương đương vòng 2, tức là bụng của mình ấy, tức là mông 90 và bụng 60 là đẹp, đúng không? Thế thì bây giờ để mình không gọi là cái nguy cơ cái tỷ lệ này sẽ ít bị máu nhiễm mỡ hơn ấy, chứ không phải tất cả nhá, nhưng đây là dấu hiệu thôi. Ví dụ mông 90 thì 9 x 7 63, tức là bụng sẽ rơi khoảng từ 63 0,8 70, tức là từ 63 đến 70. Còn trên 70 có nghĩa là vòng 2 mình hơi to một chút. Nếu các bạn thử chia thử xem nhá. Tóm lại là theo tỷ lệ này mình cứ lấy công thức là 0,75, xem mức trung bình đây là 0,75 nhân với vòng 3. Ví dụ mông 90 thì nhân với 0,75, ví dụ nhá. Các bạn thử comment xem nhá, nếu mà mông 90 nhân với cả 0,75 thì bụng khoảng 67,5. Nên là bác sĩ đánh giá cái ngưỡng dễ nhất đó là nếu vòng 2, tức vòng bụng của mình mà trên 68 thì có nghĩa là mình nên cân nhắc là kiểm tra máu thường xuyên hơn. Nếu vòng 2 trên 68 hoặc là vòng 2 còn trên 70 nữa thì càng phải xử lý. Còn 80, 90 nữa thì thôi, mình sẽ nên là kiểm tra máu thường xuyên hơn để biết là mình có khỏe hay không, các chỉ số bên trong đã rối loạn hay chưa nhá. Ok, điều thứ hai đó là có thói quen trong quá khứ là ăn nhiều tinh bột buổi tối trong nhiều năm. Tại sao trong nhiều năm? Bởi vì khi mình ăn tinh bột buổi tối thì chúng ta là nghỉ ngơi, nên là chúng ta không có cần nhiều năng lượng như vậy. Nếu buổi tối chúng ta làm ca đêm, chúng ta có vận động thể lực, ví dụ là 10 giờ tối đi chạy thể dục thì không tính. Nhưng buổi tối chúng ta thường ít vận động mà đã đi ngủ thì chúng ta đâu cần một lượng năng lượng quá lớn. Do đó thì nếu như mà ăn tinh bột nhiều buổi tối mà lại còn lâu năm nữa thì cái nguy cơ mà chúng ta bị rối loạn các chuyển động bên trong nó sẽ dễ hơn nhé. Không phải tất cả, vì nếu mà vận động thường xuyên hay tập thể dục chăm chỉ buổi tối thì chưa chắc người ta đã bị, hay là cái cơ địa bộ gen người ta chuyển hóa tốt cũng chưa chắc đã bị. Tức là nếu mình có cái đặc điểm này và đã từng có thói quen như này trong quá khứ thì mình có thể là xét nghiệm sớm đi để mình tìm cách giải quyết. Bình thường thì tốt quá mình sẽ điều chỉnh lại chế độ ăn sớm, còn bất thường các chị em chúng ta có thể là xét nghiệm máu để mình điều chỉnh, đúng không? Vì trong giai đoạn sớm chúng ta có thể điều chỉnh rất là dễ hơn rất là nhiều so với cả xét nghiệm muộn. Thứ ba đó là lười vận động hoặc là ít vận động trong nhiều năm. Nếu bây giờ nói rằng là thế nào là chăm vận động thì không tính được. Ví dụ bác sĩ thì mình sẽ có cái đồng hồ đây, thì hàng ngày đồng hồ này sẽ báo cho được là số bước chân trong ngày bao nhiêu. Ví dụ đi, thời điểm bác sĩ quay video là khoảng buổi trưa, bây giờ là khoảng 11 giờ trưa, thì từ sáng giờ, từ lúc đeo đồng hồ nhá, không tính lúc không đeo, là đã đi được 1.000 bước. Với sải chân của bác sĩ là 80 cm thì 1.000 bước nhân 80 là mình đã đi bộ được khoảng 800 m. Thế thì bây giờ từ giờ đến lúc tối thì bác sĩ nghĩ rằng là một ngày trung bình bác sĩ sẽ đi bộ ít nhất là khoảng 5.000 bước. 5.000 bước thì tương đương với 4 km. Đây là một người bình thường nhá. Thì 4 km có nhiều không? Câu trả lời là không nhiều. Nếu một ngày chúng ta không đi bộ tối thiểu được khoảng 5 km, tức là khoảng dưới 10.000 bước, thì đó là chuyện rất là bình thường thôi, nó không phải là quá lớn. Nên là nếu mà một ngày đi không quá 2.000 bước thì thôi, quá là ngắn. Thế là
ít vận động có nghĩa là như này. Thứ nhất đó là cái việc đi bộ nó chỉ là giữ gìn sức khỏe thôi, nó không nâng cao sức khỏe. Thì cái việc ít vận động ở đây có nghĩa là một tuần có thể mình sẽ tập thể dục không quá được nổi 3 buổi và cường độ mỗi buổi không được lên đến trên 30 phút. Chứ còn nếu như mà để mà tốt được sức khỏe thì ở độ tuổi càng cao hơn thì có thể là cái cường độ mình tập nó phải nhiều thời gian hơn, ví dụ một buổi tập một tiếng, một tiếng rưỡi. Tất nhiên là tập một tiếng rưỡi nhưng không phải là tập cái mức độ nặng nhé, mà mình tập cái thời gian lâu hơn thì sẽ tốt hơn một chút. Tuy nhiên là còn tùy vào cái việc là khớp gối này, hay là những cô bị hóa khớp gối sớm này, hay là cái khớp háng người ta bị vôi hóa, hay là bị vôi hóa cả phần đĩa đệm vùng thắt lưng, hay là khớp vai chúng ta bị sơ hóa, thì lúc đó thì cái bài tập nó lại khác. Nên là cái việc là chúng ta đã không có thói quen vận động trong nhiều năm thì cũng là một đặc điểm, thế là dễ bị cái dối loạn chuyển hóa về sau nhiều hơn. Ok, và thứ 4 đó là thể lực không chạy được khoảng 3 km liên tục. Ok, cái dấu hiệu này thì cũng không có quá là chính xác, nhưng cái việc thể lực chúng ta kém, tức là thể lực ở cái ngưỡng mà không chạy được khoảng 3 km thì đó là thể lực không được quá là tốt. Tất nhiên là có những trường hợp là chúng ta bị bệnh lý về tim mạch, hay là bị rối loạn về nhịp tim nhanh, hay là rối loạn về nhịp tim thì không tính đâu. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà cơ thể bình thường mà thể lực không chạy khoảng 3 km thì đó là việc tương đối là chiều tốt, thì chúng ta có thể là tập luyện để thay đổi. Ok, và số 5 là BMI trên 25 kèm theo dáng đứng hơi phệ. Thế thì đây là một dấu hiệu rất là hay gặp thường xuyên. Ví dụ như này, để mà nhân tính BMI, các bạn có thể tính là công thức rất là dễ. Tính như sau, các bạn có thể lấy cái cân nặng mình chia cho cái chiều cao tính theo đơn vị mét bình phương. Ví dụ đi, 81 cân chia 1,8, nghĩa ví dụ là cao 1m8, 81 cân thì 81 chia 1,8 bình phương sẽ bằng 25. Như vậy là ở 1m8 thì không nên nặng quá 81 cân. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta có cái cường độ tập luyện cao và khối lượng cơ bắp lớn thì cái việc BMI nó đã không chính xác đối với những vận động viên nhé. Mình sẽ không tính cái đó vì ít ai chúng ta đây là vận động viên, bởi vì là cái khối lượng cơ bắp của họ cao thì lipid, cái phần trăm mỡ họ vẫn là thấp cả bình thường. Thế thì ở một thể trạng bình thường thì cái việc là BMI quá 25 thì cũng không quá là tốt. Bởi vì như này, cái thời điểm trước ấy, bác sĩ vẫn nhớ là cái hồi mình khoảng 80 cân thì có đi siêu âm, bác sĩ có nói rằng là mình bị gan nhiễm mỡ độ 1. Nhưng mà đến vì sau khi mà giảm xuống còn 68 cân thì siêu âm bác sĩ bảo là bình thường. Tức là cái việc là khi mình tăng cân nhiều hơn thì cái việc là gan nhiễm mỡ nhiều hơn, mà khi gan nhiễm mỡ nhiều sẽ dễ bị rối loạn chuyển hóa nhiều hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Vì gan là nơi chuyển hóa lipid, là nơi chuyển hóa đường, nó chuyển hóa protein, rất là nhiều thứ ở gan. Mà gan nhiễm mỡ thì việc hồi phục lại là rất khó vì mô mỡ nó nhiều rồi. Đó nhá. Ok, các bạn thử comment xem là BMI mình đang bao nhiêu nhá, và tỷ lệ vòng 2 trên vòng 3 bao nhiêu, hãy comment xuống bên dưới để bạn sẽ giải đáp nhá. Ok. Rồi, phần số 6 đó là có tiểu lượng tốt. Dấu hiệu này chắc chắn là nhiều anh chị em sẽ để ý. Có tiểu lượng tốt thì thường chúng ta sẽ uống nhiều hơn. Vì sao? Khi tiểu lượng tốt thì chúng ta uống nhiều mà tưởng uống ít. Đó là cái nguy hiểm. Tức là bây giờ nhá, tiểu lượng tốt thì bây giờ tôi được uống nhiều đúng không? Vì tôi có say đâu, tôi không cảm thấy là mình khó chịu say khi nào mình uống. Thế nên là những trường hợp tiểu lượng tốt mà lại thói quen hay nhậu thì thường là sẽ dễ bị do chuyển hóa hơn. Thì các bạn cũng sẽ là nên kiểm tra xét nghiệm máu thường xuyên hơn, khoảng 3-6 tháng một lần, để chúng ta xem là có rối loạn hay chưa để điều chỉnh. Tuy nhiên thì tiểu lượng tốt nhưng mà không nên uống liên tục và thường xuyên. Cái việc là uống liên tục thường xuyên thì gan nó cũng làm việc rất là quá tải, dễ bị gan nhiễm mỡ hoặc là sơ gan rượu, hoặc là tăng cái chỉ số là GGT, tức là GGT ở trong máu rất là cao. Ok, thì đây là 6 cái đặc điểm. Các bạn thử comment xem là mình có những cái đặc điểm nào giống mình nhất, để chúng ta là kiểm tra sức khỏe và đánh giá cái thể lực của mình. Thì bác sĩ mong rằng là cái series sức khỏe này sẽ giúp cho nhiều bạn, nhiều cô, nhiều bác, nhiều các chị em có sức khỏe, em có sức khỏe tốt hơn. Vì khỏe thì mới đẹp được. Và đừng quên follow, subscribe kênh bác sĩ để có thêm các video mới hơn. Xin chào, bye bye.